Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, kênh Trong Vlog Bio. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Hội Quán Sùng Chính, hay có tên gọi là Chùa Bốn Mặt nha các bạn. Vì đây là ngôi chùa của người Hoa duy nhất trên địa bàn thành phố, được thờ phụng Phật Tứ Diện Thỉnh Tự ở bên Thái Lan về nha các bạn. Và có địa chỉ là 17 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nha. Các bạn nếu mà muốn di chuyển đến đây thì các bạn chỉ cần gõ Google, search cái địa chỉ ra và search tên của cái ngôi chùa này ra thì là sẽ có đường đi hướng dẫn đến cái chùa nha các bạn à. Và bây giờ là mình sẽ vào bên trong tham quan chùa. Nhìn từ xa thì các bạn là thấy là ngôi chùa được xây dựng theo cái kiểu mà những ngôi chùa của người Trung Hoa các bạn. Thì cái mái, cái vòm mái nè có hình đầu dao, đầu đao. Mái thì được lớp bằng cái ngói ống màu xanh, xanh bích đó các bạn. Màu chủ đạo của ngôi chùa này là màu đỏ nha. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong. Thì cái chỗ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn biết đầu tiên đó chính là cái chỗ thờ Phật Bốn Mặt nha các bạn. Đây là Phật được thỉnh từ bên Thái Lan về và duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi tiến gần lại đây thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều người khấn phái từ khắp tứ phía của cái điện thờ này nha. Cái điện thờ Phật Tứ Diện này là được đặt trong cái khung kính đó các bạn. Thì theo mình được biết á, là mặt chính diện là dành cho những người cầu gia đạo. Mặt bên phải, phía bên phải á, là dành cho những người cầu tài. Mặt phía sau á, thì là dành cho những người cầu duyên. Mặt bên trái á, là dành cho những người cầu làm ăn. Thì là các bạn muốn cầu cái gì đó thì các bạn sẽ khấn phái về phía cái mặt đó nha. Thì các bạn khấn, nhiều người đến đây á, thì mình thấy đa số là họ cầu duyên hay là cầu làm ăn là khá là nhiều á. Có người thì họ cũng cầu cả bốn mặt luôn, họ khấn phái cả bốn mặt luôn nha các bạn. Đây mình nói nhỏ cho các bạn biết, ở đây rất là linh nghiệm luôn các bạn nha. Thì Phật Tứ Diện là một trong những vị Phật rất là được tôn kính ở trong văn hóa Phật giáo Thái Lan. Phật Tứ Diện là một cái biểu tượng cho bốn phẩm chất quý báu của Phật giáo, đó là từ bi, hỷ, xả nha các bạn à. Theo mình được biết đó nha, thì phong tục của người Hoa thì là họ sẽ đem thêm một chai dầu ăn đến cúng, rồi sau đó là họ đổ nắp vào một cái hũ thủy tinh đặt ở trước bàn. Thì theo mình được biết nữa thì tượng Phật Bốn Mặt này là do một cái gia đình Việt Kiều ở Mỹ thỉnh từ Thái Lan về tặng cho hội quán này nha các bạn. Và mình sẽ di chuyển qua phía bên đây, phía bên cái khuôn viên ở chính giữa chùa, thì là các bạn sẽ thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên. Nhìn ở phía bên trái là điện thờ Phật Tứ Diện được thỉnh từ Thái Lan nha, hồi nãy mình đã giới thiệu rồi. Nhìn sang phía bên phải là điện thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên, ở trên, và thần tài thổ địa là ở phía dưới nha. Cái khuôn viên ở trong đây mình, theo mình cảm giác rất là đẹp luôn các bạn, kiểu là giống như là một cái khu vườn vậy á. Đây, đây là cái toàn cảnh của khuôn viên. Thì cái tượng Phật Quan Âm này là cao 9,9 mét nha các bạn, thì với cái nét tôn nghiêm từ bi nằm ngay giữa sân của hội quán luôn. Theo mình được biết thì ngoài ngày rằm mùng 1 âm lịch thì hội quán có tổ chức các ngày lễ khác nhau, như là ngày cúng thổ địa vào mùng 10 các tháng 1, 2, 3, 4 và 5, giỗ tổ họ Quỳnh 21 tháng 1 âm lịch, giỗ tổ họ Lưu 29 tháng 1 âm lịch, giỗ tổ họ Trần 16 tháng 1 âm lịch, phiếu Quan Âm 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch nha các bạn. Thì nếu các bạn có đến vào những cái ngày này á, thì các bạn sẽ thấy là mọi người khá là đông tại chùa nha. Bây giờ là mình vào bên trong chùa, thì cái bên đây là phía bên hông chưa phải là chánh điện của chùa nha các bạn, có một cái miếu, cái chùa nhỏ, thì ở bên trong đây là đặt các bài vị của những người, chắc là của những người đã mất đó các bạn à. Ở phía bên ngoài là mình thấy một cái sân khấu. Thôi bây giờ là mình sẽ đi xuống, phải đi, chắc mình sẽ đi ra bên ngoài nha các bạn ơi. Tại vì phía bên đây thì chắc là chỗ thờ cúng thôi. Mình sẽ đi qua bên phía chính điện để xem và tham quan ở phía bên đó nha.
mình đã ra ngoài rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy không, chùa ở đây á, thì mình thấy cái khuôn viên rất là rộng rãi và thoải mái luôn, nhưng mà được một cái là hơi ít cây xanh nha các bạn. Phía bên xa xa bên kia là mình thấy một cái bức tường được sơn mây mây xanh và trời xanh trùng với cái màu của bầu trời luôn, rất là đẹp. Và đây là bên hông cái chỗ hồi nãy mà mình nói với các bạn là mình vào nè, ở phía trước là treo những cái đèn lồng của người Hoa nha, rất là tinh xảo và tinh tế. Đây là những cái kiến trúc đậm chất của Trung Hoa luôn đó các bạn. Phía bên đây là mình thấy có một cây đa quá. Ồ, cái lồng đèn này nhìn kỹ á, nó có rất là nhiều chi tiết luôn đó các bạn. Ồ, đây là con kỳ lân, rất là đẹp, được chạm màu vàng nha. Còn đây là cái bể cá ở giữa giữa cái khuôn viên. Ồ, rất là nhiều cá luôn các bạn à. Và cái bể này được làm bằng thủy tinh đó các bạn, có thể ngắm từ phía bên ngoài. Rất là ok, rất là nhiều cá luôn. Và các bạn không biết là chỗ bên ở đây là có bán thức ăn thả cho cá không nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc là có các bạn. Bên đây là một là kiểu mấy cái tiểu cảnh để trang trí ở bên ngoài khuôn viên của chùa, các bạn có thể chụp ảnh ở đây cũng được nha. Rất là đẹp, nhưng mà có một điều là hơi ít cây. Và đây là tượng Phật nè các bạn, tượng Phật đang ngồi các bạn. Và ở đây là đa phần là chữ chữ Hoa thôi, chữ Hoa không mà nha các bạn, người Hoa đến đây cúng kiến rất là nhiều luôn các bạn. Ở đây là mình thấy có nuôi chim trồng hoa. Ồ, đây là toàn cảnh của ngôi chùa, đứng từ phía ở đây là các bạn sẽ thấy hết tất cả luôn nha. Và bây giờ là mình sẽ di chuyển vào bên trong chính điện cho các bạn thấy và tham quan nha. Đây mình đang di chuyển phía trên khu chính điện, thì nó nằm ở tầng 1, và khi bước vào đây các bạn phải cởi giày ra. Thì bước vào đây thì mình thấy nhiều bao hàm của bà Hoành Phí khắc câu đối chữ Hán, chính giữa là thờ tượng Quan Thế Âm và chuẩn đề Bồ Tát nha các bạn. Phía trên đây là có thờ Quan Thế Âm và chuẩn đề Bồ Tát. Không gian ở phía trên đây là cũng rộng rãi thoáng mát nha. À, để mình nói sao cho các bạn biết, thì chính điện là tượng Quan Âm Thiên Nhãn Thiên Phủ. Bà Trương Tú Uyên, thư ký hội Sùng Chính cho biết á, là xuất phát từ nguyện vọng của bà con người Hẹ muốn có một nơi trang trọng thờ ông cha, đền thờ Sùng Chính được xây dựng với phong cách là một công trình văn hóa mang nét đặc sắc của cộng đồng người Hẹ nha các bạn. Bên đây là những cái Phật Quan Âm chưa thỉnh, thì các bạn có thể mua về, hay là các bạn sau đó các bạn sẽ thỉnh về đem về nhà cũng được nha. Còn phía bên đây là một cái trống đồng có họa tiết rất là cầu kỳ. Ở bên đây là những cái chữ hoa thì mình đọc không hiểu, chắc là ở những cái đỏ đỏ như vậy là chắc là treo lên để cầu cái gì đó hả các bạn. Và bên đây là bên ngoài, phía bên ngoài của chính điện nha. Ở đây là có những cái họa tiết hình hoa sen, các bạn có thể nhìn xuống dưới, các bạn sẽ thấy toàn cảnh cái khuôn viên nha. Thì theo mọi người truyền tai nhau thì tượng Phật bốn mặt rất là linh nghiệm, người cầu nguyện với lòng thành đó mà đứng trước Phật đó, thì đa số là đều cầu sinh sanh quý tử là đều có hết nha các bạn, và cầu gì được nấy, cho nên cái ngôi chùa này rất là nổi tiếng luôn. Thì các bạn nào mà có dịp đó, thì các bạn sẽ ghé đây cầu hoặc là các bạn có thể tham quan tại ngôi chùa này nha. Và video này mình xin kết thúc tại đây. Các bạn hãy bấm like, share và đăng ký kênh trong Vlog Bio cho mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Xin chào!